Chú ta ơi, chú ta Chimen ơi, sao ngày lại chết bất đắc kỳ tử, để lại chúng con đau khổ thế này. Chúng con bị lũ tai tình truy đuổi giết sạch, bây giờ chỉ còn lê que vài đứa mà thôi. Đây, lũ quái vật bồ câu con cháu của Chimen, các người đừng sợ hãi và khóc lóc nữa. Ta sẽ giúp các người báo món thù này lên người của lũ tai tình khốn kiếp đó. Này, này, mấy anh em quái vật bồ câu, nhìn kia, có kẻ nào thật kỳ lạ tới đây? Ngươi, ngươi là ai thế này? Ngươi định làm gì bọn ta? Các người đừng sợ, ta cũng là một quái vật bồ câu. Và ta cùng với chúa tể chim mẹ của các ngươi là anh em kết nghĩa. Ta đã sống ẩn nấp mấy trăm năm nay, cho đến khi nghe được thông tin loại quái vật bồ câu bị tiêu diệt sạch, ta đã xuất hiện và đi kiếm Chimen. Thì ra ông cũng thuộc về phe của lũ quái vật bồ câu chúng tôi. Nhưng mà lũ kẻ thù tai tình to lớn hùng dũng lắm, còn ông thì nhỏ như thế này, làm sao có thể đánh lại bọn chúng chứ? Ta đâu có nói ta sẽ chiến đấu với lũ khốn kiếp đó. Khả năng của ta là có thể hoán đổi thân xác. Được rồi, các ngươi hãy chờ đây, để ta đi kiếm cơ thể của một tên tai tình to lớn đã chết và biến đổi hồi sinh chúa tể Chimen của các ngươi sống lại từ cơ thể đó. Hả? Là sao chứ? Nhìn kìa, chúa tể Skibidi Chimen đã hồi sinh lại trong cơ thể mới rồi. Hay quá, ngài ấy đã tỉnh lại rồi kìa. Các ngươi là thứ gì thế này? Những quái vật bồn câu à? Các ngươi định làm gì ta? Chết tiệt, hình như trong lúc chuyển đổi ta đã làm mất ý thức của quái vật bồn câu Chimen rồi. Được rồi, để ta sửa chữa hắn lại. Chimen, ngươi nhớ lại chưa? Chú tê ơi, ngài có nhận ra chúng con không? Chúng con do ngài tạo ra nè, rồi ngài còn bảo vệ chúng con chống lại lũ tai tình nữa. Không, đầu ta trống rỗng, ta không nhớ gì cả. Các người có phải là kẻ xấu không? Các người bắt cóc ta về đây tẩy não ta đúng không? Không phải rồi, không lẽ cơ thể của thứ tai tình đó không tương thích với cơ thể của Chimen nên xảy ra tình trạng này? Vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi ban đầu là một quái vật bồn cầu khổng lồ, có tên là Chimen, chúa tể của tất cả các quái vật bồn cầu. Nhưng ngươi chiến đấu với lũ tai tình và bị mất mạng. Ta đã đến đây và đi tìm một cái xác thay thế cơ thể cho ngươi. Ta đã cực khổ đến thế giới của lũ tai tình và phát hiện được một cái xác của tên tai tình bóng đèn Flashman. Ta đã đem cái xác đó về đây và cấy ghép đầu của ngươi vào. Không, sao ta không nhớ gì hết? Ta không có cảm giác thân thiện với các ngươi. Không, ta muốn quay về nhà. Chú tể, ngài đi đâu vậy? Đây là nhà của ngài mà. Đừng bỏ chúng con. Anh em ơi, chú tể tai tình bóng đèn của chúng ta đã qua đời rồi, không ai lãnh đạo chúng ta. Chắc có lẽ hôm nay chúng ta sẽ bầu ra một thủ lĩnh mới. Sao mình lại tới nơi này? Nơi này trông quen thuộc quá. Đằng kia có những người bóng đèn. Trong bọn họ thật là chết tiệt. Mọi người nhìn kia, có thứ gì đó kỳ quái to ngang giống đến lãnh địa Bloodman chúng ta. Sao thứ này phần đầu là quái vật bồn cầu, phần dưới sao giống cơ thể chúng ta thế này? Mình rốt cuộc là kẻ nào? Ta không nhớ, ta không biết, nhưng ta cảm thấy nơi này giống như là nhà của mình. Ta cảm thấy các người giống như là ruột thịt của ta. Đúng rồi, chắc có lẽ ta là người nhà của các người đó. Mẹ kiếp, ăn nói xàm hồ, chắc có lẽ thứ này định đột nhập vào phá chúng ta. Không tiêu diệt hắn đi, khỏi phải nói nhiều. Cái gì chứ, lũ chết tiệt này, ta chỉ muốn thân thiện với các người, tại sao các ngươi lại xua đuổi muốn giết ta? Rốt cuộc ta là ai?
Người của ta sao lại thay đổi, trở nên to lớn thế này? Không được, ta phải tiếp tục đi tìm sự thật về bản thân của ta. Cấp báo, tôi chiếu tệ tại tầng TV vô mình, có một kẻ lạ mặt đột nhập vào lãnh địa của loài TV vô mình chúng ta. Chúng còn đã cố gắng ngăn cản, nhưng hắn đã đập phá và giết rất nhiều thành viên. Cái gì chứ? Kẻ nào to gan lớn mật như thế? Chúng con không biết hắn là ai nữa. Hả? Hắn đập phá, đi thẳng vào trung tâm rồi kìa. Chết tiệt! Thật quái quỷ gì kỳ lạ quá vậy? Thân hình phía trên là một quái vật bồn cầu, phía dưới là một người Black Man à? Lũ khốn kiếp, các người dám ghét bỏ ta, kỳ thị ta, chết hết đi, mau tránh đường cho ta. Đứng lại, thứ chết tiệt kỳ quái kia, cái lãnh địa của tài thành TV vô mình ta đây mà dám vào trong này láo lận. Hả? Cái gì kia? Là một người phụ nữ khổng lồ với nhiều cái TV trên đầu à? Sao trông hắn quen thuộc thế này? Cấm mồm, ta không quen biết qua lại với cái thứ gớm ghiếc như ngươi. Hôm nay người to gan dám vào tận đây, ta sẽ không để cho người đi dễ dàng đâu. Hả? Không, ta chỉ muốn tìm người biết ta là ai. Ta muốn xác minh mình là loài nào, bởi vì ta không nhớ gì cả. Chết tiệt, bản thân của mình là ai mà ngươi không nhớ? Một cái sự dối trá như vậy mà ngươi không nói ra được? Hay là ngươi định trốn tội chạy khỏi lãnh địa của ta? Mày thì đừng lòng, hãy chịu phạt đi, chịu lấy hậu quả tội ác mà ngươi đã gây ra lên người con cháu của ta. Mẹ kiếp, cái con mụ khốn kiếp đầu tivi này, không nói rõ chân đen mà ngươi đã tấn công ta như vậy rồi. Ta chỉ muốn biết ta là ai mà thôi. Chết tiệt, cái thằng khốn kiếp như ngươi chẳng tốt lành gì rồi. Đáng đời nhà ngươi. Được rồi, thuộc hạ của ta, mau đem cái xác của tên khốn kiếp này vứt ra khu rừng ở phía sau lãnh địa của chúng ta đi. Dạ, thưa chúa tể tài tình TV vô mình. Mình còn sống hay sao? Rõ ràng mình chết rồi mà. Người anh em là ta. Mấy ngày hôm nay ta đi tìm ngươi thì phát hiện ngươi ở đây. Ta đã sửa chữa và cứu lấy ngươi đó. Lại là ngươi. Cơ thể của ta sao không cử động được thế này? Ngươi làm gì mà cơ thể của ngươi đã bị đánh gãy hết rồi Chimen? Nhưng cũng may, trên đường ta tìm ngươi, ta đã thu thập được rất nhiều xác của Speakerman. Đồng thời ta còn kiếm được cơ thể của một tài tần máy chơi game nữa. Vậy là ngươi có thể giúp ta sống dậy. Làm ơn, hãy cứu ta, hãy cho ta hồi phục lại đi. Được rồi, nhưng mà ngươi phải nhớ, ngươi là Chimen, chúa tể của loài quái vật bồn cầu. Ngươi không phải là bạn bè thân tín với loài tài tần kẻ thù của chúng ta đâu. Nhớ kỹ điều đó. Wow, người ta có thể cử động được tay chân lại rồi. Người của ta còn to lớn hơn lúc nãy nữa. Trên lưng của ta còn xuất hiện những cái gì sao hùng dũng đẹp thế này? Quỷ thật thiên địa ơi, sau lần này cơ thể của người Chimen lại tương thích với những thứ của bọn tài tần kia chứ. Nhưng ngươi phải nhớ, ngươi là chúa tể của loài quái vật bồn cầu. Được rồi, hãy theo ta quay về lãnh địa của chúng ta đi. Hay quá. Nhưng ngươi đừng ra lệnh cho ta. Ta không phải giống như cái lũ bồn cầu thấp hèn hôi thối các ngươi đâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta sẽ là ta. Ta sẽ công nhận ta. Kẻ nào không công nhận ta, ta sẽ giết chết kẻ đó. Sao càng ngày thế giới Skibidi tai tình càng trở nên tồi tệ, tất cả những thành viên đã chết đi lần lượt. Tai tình PlayStation Man ơi, Blood Man ơi, Speaker Man ơi, TV Man ơi. Hả? Này người đồng đội, đừng nhớ tới những chuyện cũ nữa, hãy đón nhận tới những chuyện mới đi. Từ nay
ta sẽ là đồng đội mới của anh bạn, sẽ cạnh chiến đấu cùng anh bạn. Người là kẻ khốn kiếp nào? Ta đang tâm trạng ở khu rừng này, người tới đây phá ta làm gì? Hả? Cái quái quỷ gì đây? Một tay tình đầu chí mến à? Khốn kiếp, không lẽ cái thứ quái vật bồ câu chúa tệ đó đã hồi sinh lại với thân thể này hay sao? Chết tiệt, ta có ý tốt với ngươi, ngươi không đón nhận, ngươi là tấn công ta, xem ta kẻ thù gớm ghiếc. Ta khốn kiếp, ngươi đây là gì to lớn này, ta sẽ nghiền nát ngươi giống như lũ khốn kiếp đó. Thứ chết tiệt đây, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Có phải ngươi là thứ quái vật bồ câu chí mến đó không? Tại sao ngươi lại có được những cơ thể của đồng đội ta? Hả? Còn sử dụng cả vũ khí của Spider-Man nữa? Ta đã nói với ngươi rồi, ta là một người thân quen của ngươi nhưng ta không nhớ. Vậy tại sao ngươi lại đối xử khinh thường ta? Ta sẽ giết chết ngươi để cho ngươi cảm thấy những lỗi lầm mà ngươi đã gây tổn thương cho ta. Kẻ nào lại không công nhận ta thì kẻ đó sẽ là người chết tiếp theo.